Xin chào các bạn, trên tay mình đang là chiếc máy cuốc 15 kênh này, của hãng Huina Toy này. Cái này chơi khá hấp dẫn các bạn, lâu lắm rồi không mở hộp. Hôm nay làm chiếc này về đập chơi vậy, giải trí một tí. Bây giờ mình sẽ mở nó ra. Sản phẩm này đang được bán trên trang GC Moment.com này, giá 38,99 đô. Chiếc này khá rẻ, giá là 39 đô nhé, chỉ 850.000 thôi. Đây là sạc pin này. Hôm nào mình kiếm cái xe ủi nhé. Mấy cái xe tải, xe ben về làm một tem xúc đất. Đây là điều khiển của nó, 15 cây, mình sẽ lắp luôn pin vào. Nó dùng 2 pin AA 1,5V thôi. Còn đây là chiếc máy xúc này. Máy cuốc nhờ Huina Construction Top. Thiết kế như thật vậy các bạn. Cái này tỷ lệ 1:12. Cái gầu này bằng kim loại, bằng sắt đấy. Hôm nào mình sẽ bung nó ra. Hôm nay để chơi đó các bạn. Chắc tầm tuần sau mình sẽ bung nó. Chắc nhiều bạn cũng như mình thôi, chơi thì không sướng hơn bằng bung. Bung ra xem kết cấu như nào. Nó dùng pin 7,2V, 400mAh, pin 13056 này. Đây là sạc pin của nó, dùng nguồn USB 5V, 1A, output này, và nguồn ra 7,2V, 250mAh. Chúng ta là sạc pin vào đây. Bây giờ mình sẽ thử chiếc xe này, và chiếc máy cuốc cũng bị nhầm. Tắt lên. Chơi rộng lên dễ nhìn. Lúc này sẽ tắt bật cái đèn và loa luôn. Nó quay được khoảng gần 2 vòng các bạn. Cái chiếc này khoảng cách điều khiển của nó là 50m, thời gian chơi là 30 phút, rồi thời gian sạc là 2 tiếng, khá hấp dẫn rồi.
Mình còn chiếc này nữa, 11 kênh. Cái này vừa ủi, vừa xúc, cuốc bình thường. Nhỏ hơn một tí, hôm nào mình sẽ mở hộp cái này sau. Cái này là một bánh răng các bạn. Khi có đà nó sẽ tạch tạch tạch. Mình thử này. Đấy, như vậy. Thủy lực giả thôi, đa số bằng động cơ giảm tốc. Bây giờ mình sẽ đi test thử.